Nè sao nè anh xì dữ vậy? Ông Nam kìa. Hả? À, chưa em cũng nói chú Nam ấy mà ổng kêu cho mọi người. Mày cũng chết luôn vậy. Ông cứ tím 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 hoài. Cái miệng ổng cười hoài à, ổng đổ thường ra. Cái nét diễn gì? Nét gì? Nét diễn. Tự nhiên á, tôi bữa nay tôi mới thấy được lòng tốt của mọi người cái cười. Kiểu giống như là bình thường ổng eo tốt ấy. Để review, để một hồi nữa, đừng có đoạn nói lên YouTube nhờ tất cả mọi khán thính giả theo dõi ai là cái người cười. Đúng. Cảnh quay sau khi quăng miếng xong thì chú Nam đã tự xì và bây giờ cả nhóm xì luôn, không được luôn, không quay lại được luôn. Tất cả tè chú Nam 100 ngàn nha chú. Má thì cần khổ sở hết sức. Khổ gì? Ông lớn thì đâu kỳ vậy? Cười mà, cười mà mắt bên đây sụp luôn. Rồi quay chưa? Dạ quay chơi. Rồi quay chơi chơi. Trốn đi đâu? Trốn đi đâu? Trả lời, trả lời. Nhớ theo, nhớ đi nhanh, đừng tụm năm tụm ba nói chuyện bậy bạ nghe chưa? Có giỡn thôi nha. Giỡn chưa? Rồi chơi. Dạ. Dạ. Thôi đi. Cầm lờ. Dữ theo, đến thẳng công an đừng ghé qua ngã tư ngã ba. Có máy dụng bờ ngoài kìa. Đâu tự nhiên nó thừa con. Giờ này đi. Con không dám nhìn mặt đâu, con quay lại. Rồi rồi, đi luôn, đi luôn. Khỏi đi luôn. Rồi đứng đó đi. Đứng đó đi từ lúc mà lúc này đây đi. Không, lại từ đó chứ. Trời ơi, chuyên nghiệp luôn. Chuyên nghiệp tao là ngoài chứ. Đi luôn đi, còn... Rồi, chết. Mãi trời. Mãi trời. Tại sao lại chú cười với chú? Con cười á. Chú là cái người cười nhiều nhất. Cái con mặt con mỉm hoài, con chọc chú. Chú là anh sáng ngôi của trên Khương, là anh Khương là thánh xì, giờ chú là chú xì. Em không dám nhìn anh luôn, em phải nứt đường sông. Mấy con này xì, xì hàng, xì hạ, xì núp lùm. Xì mà núp lùm để cho tôi được. Tự nhiên người ta cúi xuống, người ta không xì, người ta mắc nói gì, mình nhìn người ta mình cười. Thái độ của con kỳ lắm, thái độ của con... Nói chung là lỗi mà, lỗi mà của tôi. Nãy chú ơi, em có xì không? Em ém xì, nhìn dữ lắm á. Chứ mình coi không xì, còn toàn bộ tuổi xì á. Mắc cái xì vậy? Tôi ở ngoài, tôi có quyền tôi xì, mắc cười quá à. Anh Thuận, tè sao nè anh xì dữ vậy?
Quăng Nam kìa. Hả? À, chưa em của nó chú Nam á mà ổng kêu mặt cho mọi người. Mặt mày chết luôn vậy. Ổng cứ tấm 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 tiệm hoài. Cái miệng ổng cười hoài, ổng đổ thường ra. Cái nét diễn gì? Nét gì? Nét diễn. Tự nhiên tôi bữa nay tôi mới thấy được lòng tốt của mọi người cái cười. Kiểu giống như là bình thường không eo tốt ấy. Để review, để một hồi nữa, đừng có đoạn nói lên YouTube nhờ tất cả mọi khán thính giả theo dõi xem ai là cái người. Đúng, hồi nãy có quay đâu, cận đâu, nó quay toàn mà. Toàn đâu có thấy được đâu. Chán kìa. Cười quá trời cười luôn à. Hai bà cháu ra đây, đi. Hai bà cháu quay kìa. Mạnh không? Ừ. Okay, Cương là thánh thánh xì luôn. Anh đây lấy máy dùng rồi đúng không? Máy cảnh trước anh xì. Hai người sẽ lấy Hương Lan qua đây đi. Sợ luôn. Được luôn luôn á. Chỉ có đoạn mà ngoại chết mắc cười thôi mà. Ông ngoại chết mà mắc cười. Ờ chỉ có đoạn ngoại chết mắc cười à. Thôi chiều đoạn chứ trà sữa đó, gì trà sữa ra đây ngồi nhìn anh á, anh xì. Đây giờ anh Cương là thánh xì rồi. Đâu ai? Máy dùng với lại chú Bảo Trung diễn là anh Cương ngồi xì. Vũ ơi, không có đem. Giờ này đã là 9 giờ đêm rồi. Ủa là Hương chứ là hai người. Anh về lấy quà lớn rồi. Ở vườn á baby. Dạ, ủi của ba vườn anh Khương á. Đúng của không ngon nhà nhiều con cũng hết. Đúng rồi. Một đĩa to. À dạ dạ em xin lỗi. Hỏi ngon mà. Dạ. Ba miếng nữa ba. Không có gì, đây là vũ em của đàn. Sáng mai người yêu tôi đi Sóc Trăng đó. Cái gu của chú em nhà em nè. Đó, măng dép mà măng vớ. Bận quần ống le, áo tung phủ mông. Đó. Thôi má. Ok. Ok. Rồi, chuẩn bị. Thưa quý vị, ông lại mới xì nữa. Chuẩn bị con ông xì nè, ông xì nè. Không được xì nha. À. Nói. Diệu heo. Diệu heo đi bán quen gì diệu heo? Tao không hợi. Diệu hợi. Mày không cần phải nấu khởi heo gì hết nha, bởi vì không có quay mày, rồi mày cười tới mai. Ok la. Ok ok. Trời mấy dung quạo rồi đó nha. Mấy dung quạo đó hương xì luôn hả? Cười cười hoài. Ok. Rồi. Coi cái mẹ ống này. Tao là ống hợi. Dạ. Diễu một lần. Đi bắt con mày đi. Hãy đi chơi đâu. Hãy đi chơi đâu. Hãy đi chơi đâu. Sao chú ghẹo là Diễu một lần. Trùng phạ đòn. Cái này con chăm suối nè. Con không hề. Con á, con bây giờ con kêu con quay làm chứng nè. Anh mà chú mà cười là chú bị phạt mà. Ổng tơm không lợi mà. Lấy cỏ đi bắt con tao đi. Nè, chuẩn bị coi tới anh Khương ngồi cười không nè. Ơ quên xịt khôi ra màn tối rồi. Rồi. Thôi được rồi, để tao bắt lại. Lỗi, hãy lỗi. Rồi. 3 2 1 xong. Thôi được rồi. Để tôi đi báo công an. Nhưng mọi người nhớ đừng manh động nghe chưa? Dạ. Dạ. Canh chừng con Lan nghe chưa? Nhanh đi gì? Tôi hỏi mọi người đi. Nhanh đi gì? Nhanh đi. Dì ơi, nhớ báo công an nghe gì? Bây giờ chị dạ, dễ sợ, Út lợn má tên gì? Má tên Út Hợi, nó kêu Út Heo. Tôi thấy bình thường, tôi nhịn được rồi. Thì ta là Út Hợi, Út Hợi, ờ gì Út lợn rồi. Mà kêu Út lợn là không có cho bản hòa, hồi nãy giờ cũng có nữa. Nó phá bạn diễn. Tự thoại tư si. Nó phá bạn diễn. Bây giờ rõ ràng nó phá bạn diễn, ra diễn cho con má ngồi. Giờ cái môi nó cứ cười giật miếng nè quý vị. Ồ, tại lộn thiệt. Lúc này tôi mới thấy tình cảm của mọi người. Ừ. Dạ. Không mà anh đi là em đi được chứ em vô. Anh 2 giờ đi 4 giờ quay lại nha. Má sợ, sợ như là câu đi quay lại. Tôi là
bữa nay chú lặn lặn từ sáng. Quay đây để coi e lần này xì nữa nè, không gì giỡn ngoài chết luôn. Xì á, trời quên đi. Quên đi, tôi xì hoài. Xì đó. Không phải cũng về đâu. Không chưa có nữa. Không chưa có đi á. Em. Nó bả trước nó được. Cứ nói lên nói. Cúng nhìn mà Dung đi. Nói Dung đi nè. Má Dung ra. Má Dung với Hương ra vô. Vậy là phải vô lại cái tâm rồi. Đúng rồi, anh ở ngoài kia vô. Vậy má Hương mới vô đi. Anh vừa xô, anh vừa xô. Lấy rồi rồi, cái đó lấy rồi. Trời lấy cái tâm anh ơi. Mấy người kia. Ok rồi, vô. Anh có lấy lại cái tâm không? Lấy cái tâm nãy rồi đó, anh vô rồi đó, anh vô đi. Nãy vô mới sắp vô rồi đó, chắc cũng ừ. Ủa, chuyện gì xảy ra đó? Không, em vô là em vụt rồi, em vô nói chú hai ba câu là em vụt cái tâm à. Ủa, vụ gì vậy anh? Anh với... Ủa, vụ gì vậy? Anh với thằng nổ lộn hả? Rồi. Ok chơi. Ê Hương ra luôn nha. Thủ với Vũ bu ra nè, vô nè. Vậy nếu bu ra vô là phải có cái tâm. Rồi em ngoài, em đằng kia bu ra. Em bỏ luôn, bỏ luôn. Đi vô đi. Tâm bu gì đó. Ok. Con lấy đâu mà. Tự nhiên cứ la con nhỏ à. Dữ quá. Ok. Rồi. Dữ vậy. Anh Nam ơi, mò nha, mò mấy người vô nha. Mò mọi người vô vô á. 3, 2, 1, ngồi. Ủa cái gì vậy? Sao thằng nổ nó sao vậy? Anh? Anh với nổ nó lộn hả? Lộn cái gì? Ông ngoại thằng nổ bị bắt. Rồi, xong xin chào quý vị khán giả nha. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ phim Chùm Nổ của anh Khương Dừa. Đó, đây là... đây là một trong những hậu trường của phim. Đó, thì nhiều khi mình tập này kia quý vị. Mình tập này kia thì sẽ xảy ra cái chuyện là xì. Xì là cười hoài, không dừng được luôn. Mà nãy giờ chú Nam là cái người cười nhiều nhất. Xong rồi tới Trâm, rồi tới anh Thuận, rồi tới anh Định Vũ. Nói chung ai cũng mắc cười hết trơn. Mà cười xì á, là nó còn bị lây nữa kìa. Lây là nó lây từ người này qua người kia. Cái người mà cười đầu tiên á là chuẩn bị thọa là người ta nhìn cái mặt của người khác thôi là người ta bắt cười đầu. Đúng không? Họ bắt đầu quay rồi, thôi mình tắt máy luôn nha. Nói chung là ngày hôm nay là... chú Nam giúp cười hoài luôn. À, anh em bây giờ là mệt mỏi đâu nè, bật mửa rồi. Ừ. Sau 7-8 ngày bật mửa rồi. Rồi, ở đây mình kết tiếp ở đây nha quý vị. Xin chào quý khán giả đã ủng hộ kênh YouTube Hộp Trâm Official và ủng hộ bộ phim Trầm Nổi nha. Bye bye.